우와. 건강탕으로. 좀 더듬. điều chúng mình có thực sự sống chung với nhau hay không à, và mình gặp được mẹ của bạn trai mình lần đầu tiên trong dịp Tết và mình bị sốc vì bà. Hello mọi người, mình không biết khi nào video này sẽ được tải lên, nhưng mà ngày mai là Tết. Hôm nay anh trai và chị dâu cũng sẽ đến nhà bố mẹ, nên mình sẽ đưa bạn trai đến buổi họp mặt gia đình mình. Thật ra đấy là lần thứ hai bạn trai mình gặp gia đình mình. Nếu chúng mình cưới nhau thì sao thì bạn trai mình cũng sẽ trở thành gia đình của chúng mình, đúng không? Ok, vậy mình sẽ chuẩn bị thật nhanh nha. Hôm nay mình dùng sản phẩm của Pion. Như mình đã từng nói trước đó, mình sẽ chuyển sang thử những đồ dưỡng da mới ngay khi dùng hết một sản phẩm. Mà lần này mình đang dùng sản phẩm của Pion. Mà trong số những gã khổng lồ của mỹ phẩm Hàn Quốc, Amore Pacific và LG H&H là hai tập đoàn luôn thường được mọi người nhắc đến. Và Pion là thương hiệu làm đẹp với trung nhã, clean beauty làm đẹp thân thiện với môi trường do LG H&H sáng lập. Và đây là một thương hiệu có lịch sử rất dài, được tạo ra vào năm 2005. Và Pion đã ủng hộ triết lý làm đẹp thuần chay, phản đối việc thử nghiệm sản phẩm trên động vật và thúc đẩy các chiến dịch sống không hóa chất kể từ những ngày đầu thành lập. Nhưng mà dạo này xu hướng làm đẹp chính là clean beauty, đúng không nào? Và Pion đã đi theo xu hướng này trong gần 20 năm mà, nó trùng với xu hướng bây giờ luôn. Và hiện tại thì mình đang dùng dòng sản phẩm Angel Aqua của Pion, mà kem và ample này đã dùng hơn một nửa rồi. Trong đó nổi bật nhất chắc là kem dưỡng Angel Aqua Moisture Cream này. Trước hết là nó nổi tiếng về loại kem da cá phải chăng điên cuồng mọi người. Tại vì nếu các bạn đến Olivia thì hầu như bạn luôn có thể mua được với deal mua một tặng một như thế này. Ở Việt Nam bạn còn có thể mua được với giá rẻ nhiều hơn vậy nữa. Với 150ml mà giá chỉ có 270k đến 300k thôi. Pion là thương hiệu hướng đến độ tuổi 10 đến 20 nên giá cả cực kỳ phải chăng, chứa các thành phần phù hợp với độ tuổi này. Chúng đã tăng tuổi nhưng nó lại hợp với da mình nữa. Khi kem này ra mắt vào năm 2010, 14 năm trước, nó đã đứng đầu về kem dưỡng ở tại Olivia và bán được hơn tới 3,5 triệu phũ. Trời ơi, mà Pion cũng vừa ra mắt tại Việt Nam, trong hơn 6 tháng họ đã bán hơn 5.000 phũ trên Shopee rồi. Nhưng lý do mà đứng đầu, các bạn sẽ hẳn không chỉ ở mỗi giá cả mà được công nhận như thế này có nghĩa là chất lượng tốt so với mức giá. Thành phần chính của Angel Aqua Moisture Cream là chất xuất từ các loài thực vật hiếm có, được các chuyên gia của LG H&H trồng và trực tiếp chăm sóc trên đảo Ulundu. Ngoài ra nó còn chứa các thành phần dịu nhẹ được chứng nhận thuần chay như chất xuất rau má, panthenol và hyaluronic acid, rất tốt trong việc làm dịu và dưỡng ẩm. Vì vậy nó không gây kích ứng ngay cả khi bạn thoa nhiều và thường xuyên bất cứ lúc nào, hay thì đã thoa rất là nhiều rồi. Và comment mà mình lúc nào cũng thấy có thể sử dụng cho da mình không? Được nè, vì chứa các thành phần làm dịu nên nó có thể được sử dụng cho làn da dễ bị mụn trứng cá. Và mặc dù không bảo quản trong tủ lạnh nhưng mình cảm thấy ngay thoa nó lên da thì nó vẫn khá là mát, hạ nhiệt da rất tốt. Vẫy dạng gel là chúng mình có thể sử dụng được cho mùa hè, nhưng đôi khi sẽ cảm thấy hơi dính hoặc trí hết khi mình vỗ nhẹ. Nhưng mà theo mình đánh giá, sản phẩm này có khả năng thẩm thấu tuyệt vời, để lại một lớp màng ẩm mỏng ngay sau khi sử dụng. Và lớp màng này duy trì độ ấm cả bên ngoài và bên trong tới 24 giờ. Sau lần này nâng cấp gần đây nhất, kem dưỡng này được cho là sự kết hợp hoàn hảo nếu da bạn có trắng nhẹ. Nếu bạn thoa một lớp mỏng trước khi make up, nó sẽ tạo ra một lớp đẹp ẩm ẩm giúp cho lớp trắng nhẹ được tắm tốt hơn. Vừa nãy mình có nói là với 150ml mà da chỉ có 270k đến 300k Việt Nam đồng thôi, đúng không? So với dùng tích thì đã quá rẻ nên khó giảm giá hơn ở đây. Mình là ai chứ? Các bạn theo dõi Cherry ID, đặc biệt là trong một tuần các bạn có thể nhập mã giảm giá dưới đây để được giảm giá thêm 15%. Đây là event thực sự rất là đặc biệt nha mọi người. Nội dung cụ thể thì xin vui lòng tham khảo ở dưới nhé. Mình thời tiết Việt Nam dạo này thế nào nhỉ? Mình đã nghĩ ở Hàn Quốc có ấm hơn không, nhưng mà cách đây không lâu tuyết rơi rất nhiều nên mình cảm thấy mình ghét mùa đông lắm mọi người. À, và các bạn ơi, dạo này Harry đang chăm chỉ quay TikTok lắm, các bạn nhớ follow nha. Mình xin chào.
피자 씨. 할루. 세건데 이것도 좀 아 예쁘다 예쁘다. 이쁜 것만 갖고 왔어. 커트버트도. 이거 이거 엄마 그래, 그래. 엄마 써. 아 이거 그래. 하고 그래, 이거 엄마. 잘봐. 엄마 언니 이거 거울 이거 둘 중에 하나 선택. 오 뭐야? 이거 거울. 손가락. 예, 옷깃을 이렇게 해야지 이제 딱 보이니까. 아, 요거 있잖아. 요거 중동들이 이거 몰라서 그래. 타미 힐피그를 모르. 어, 당연히 아빠 좋아해. 유명 브랜드를 모르지. 우와. 아니, 반찬만 좀 드시고 계셔. 예. 엄마가 만들어 주신 건강탕후루. 각 가정의 부귀와 영화를 위하여 맞아 그래 우와 자 여기 있습니다 우와 귀여워 순금이야 순금 순금 진짜? 진짜? 아 진짜 아니 그럼 가짜 그런 어딨어 순도 없고 싶고 우와 야 우리 던져라 응 어? 저희는 상품 무단대라고 진짜? 뭐 우리 가득 어 뭐야? 아 센스쟁이 와 또 이거 아니 요런 깜찍한 우리 며느리처럼 깜찍한 요런 선물 네 진짜 귀엽다 좋게 진짜 이런 거 잘해 먹어도 돼? 네 먹어보자 우리 언니가 만들었어요 원래 좀 이거 더 이렇게 디저트로 따지네 아빠도 그거 보내보내 그랬어? 엄마 보니까 내가 가끔 페퍼파이 한 번? 나는 근데 나 기억이 나네 오씨 오. 이번 갑니다. 아. 괴롭게 걱정하지 마. 먹지 못하는데. 잡아 잠시. 짠 헤어드라이어 그치 정도만 해도 블라인드 의자 헤어드라이어 신발 오케이 신발하고 아 근데 여기 뒤에 좀 치우고 찍어야지 어떻게 찍었어 봐봐 아 이게 뭐냐고 깨끗하게 찍어야지 오빠 이걸 좀 밀어 왜 이렇게 많이 찍어 자세히 보여줘야지 오빠 사람들이 자세히 보여줘 야 이거 진짜 좋은 거다 야 대박 와 100, 가로 120, 세로 210 두 개 아니 괄호 안 해도 된다고 괄호 찢으면 아 진짜 답답해 아 빠져 왜 이렇게 무신데 이게 랩 쓰다 보니까 이게 헷갈려 한영키가 헷갈려 랩본 캡스니까 키가 뭔지 알지? 알지? 아는데 다 써놨어 아니 그냥 토이스토리 연식이 있어서 싸게 올리나 봤어 진짜 너무 재밌지? 다 팔았어 한 야, 20개 올렸는데 거의 다 팔았어 그러니까 제 능력도 제 글을 잘 썼거든요 오늘 벌써 한 20만 원 넘게 벌었어 오늘만 지금 눈 오거든요 아 오전 9시부터 계속 당근한 것 같아요 오늘 하루만 그래도 한 또 15만원어치는 또 팔았다 근데 지금 토비까지 데리고 요거는 택배로 보내달라고 해가지고 좀 거래하러 가봤어요 여기 있는 게 다 오늘 거래 나갈 예정이고요 여기 있는 거는 거의 다 팔렸습니다 이틀 동안 와 이마 강아지는 나 방금 햇 상품 제 당근 냄새 과한 소문 Bởi vì dùng tích của kem này rất lớn nên chúng mình có thể tận dụng nó. Các loại kem dưỡng thấm thủ kém có thể rơi ra
gối hay chăn mền, hoặc là ngày hôm sau có thể bị mụn nổi lên nếu đắp lên quá nhiều trước khi đi ngủ. Nhưng mà kem này dù có đắp lên mà như bạn là rồi ngủ thì ngày hôm sau da vẫn rất ẩm, đắp lên nhiều như bạn là vậy. Và điều này hơi xấu hổ, nhưng mà dù mình cũng còn trẻ, cốt chân của mình bị khô chốc khá là nhiều, không phải đua đâu mọi người. Thật đấy, da chân chết thường vì dính lầy trong Tết. Mình đã cố tình không thoa gì để cho các bạn xem và nó đã bị như thế này. Hơi xấu hổ nhưng sẽ ok hơn rất là nhiều. Hoa nhiều như thế này thì các bạn không cần mua cái food cream đắt tiền đâu nha mọi người. Ôi, mềm hơn quỹ tách nữa. Đồ cũng được nha mọi người, tại vì hũ to như vậy nên nếu chúng mình sử dụng có nhiều hơn chút cũng sẽ đỡ tiếc phải không? Ok, vậy là good night. 또 당근에 가야 되는데요. 할머니 분이 되게 멀리서 이거 하나 사러 오시는 거예요. 근데 또 립스틱도 있으면 좋겠다 하셔가지고 선크림이랑 립스틱 하나만 달라고 하셨는데 그냥 다 챙겼어요. 네 개 정도? 안 좀 들어 주세요. 추웠어. 그래서 아덴 거 이거 쓰다가. 아, 저거 가정으로 좀 비슷한 것 같은데. 그래요? 아 근데 네 개 다 가져왔는데 그냥 그러니까. 다 쓰세요. 왜? 어휴. 아 괜찮아요. 그냥 마음에 안 들면 친구 네. 드리고. 아 그래요. 네, 이거랑 이거 만 원 드릴게. 맞아요. 이 선크림 메이커 거라 정식으로 사면 비싸서 내가 고민하고. 아 맞아. 아 괜찮아요. 그냥. 네. 감사합니다. 네, 조심히 들어가세요. 네. 네. 근데 방금 할머니 보니까 갑자기 좀 외할머니 생각이 나네. 아, 좀 더 물건 좀 더 드릴 걸 그랬어. 갑자기. 아, 왜 이래. 여튼 thời gian trôi qua nhanh quá, mình sống chung với bạn trai cũng được 3 tuần rồi. Trời ơi, để nói về kết luận chứ là không có sự thay đổi so với trước khi sống cùng nhau cả. Thậm chí ngày hôm qua mình đã ngủ bộ mình vì bạn trai đi tham gia một khóa đào tạo nào đó. Ngày thường bạn trai mình đi tập gym ngay sau giờ làm rồi ăn tối một mình, nên chúng mình gặp nhau một lát vào buổi tối. Thế nên chúng mình chỉ dành thời gian với nhau vào cuối tuần thôi. Nhưng nếu có hẹn vào cuối tuần thì thời gian cuối tuần cũng ngăn lắm, nên đôi khi mình nghĩ liệu chúng mình có thực sự sống chung với nhau hay không. Có lẽ dù có kết hôn thì cũng sẽ như vậy nhỉ. Mình không muốn lối sống của mình thay đổi nhiều sau khi kết hôn, vì vậy mình nghĩ điều này thực sự tốt. À, và mình gặp được mẹ của bạn trai mình lần đầu tiên trong dịp Tết, mà mình đã rất là lo lắng. Mà tính cách của bà ấy khá giống mẹ mình. Bà ấy rất là cool, thân thiện, và mình bị sốc vì bà quá xinh đẹp. Cho nên là mình cảm thấy rất là may mắn. Ngày đó mình quá run nên không thể quay video được. Và một điều khác đã thay đổi, để xem nào. À, chúng mình đã làm một tài khoản ngân hàng cho cặp tôi. Trước đây khi chúng mình đi du lịch chẳng hạn, nếu mình trả chi phí, bạn trai mình sẽ mua thức ăn. Và nếu mình cảm thấy ăn ấy chi tiêu quá nhiều thì lần sau mình trả. Như vậy chúng mình không có tiêu chuẩn. Và nhưng cách tiêu tiền này thực sự rất mơ hồ, đúng không? Bây giờ có tài khoản cặp tôi rồi, chúng mình có thể thấy rõ tụi mình tiêu bao nhiêu tiền vào đâu. Nên mình thích lắm. Mỗi người trả 30.300.000 won mỗi tháng, ngoại trừ tiền thuê nhà và hóa đơn tiện ích hàng tháng. Chúng mình chỉ có thể chi số tiền này cho thực phẩm như yếu phẩm hàng ngày vân vân. Tổng cộng là 60.000 won cho hai chúng mình. Bây giờ chưa được 2 tuần rồi nhưng mà chúng mình đã tiêu quá nhiều rồi. Mình nghĩ chúng mình nên bỏ thêm tiền từ tháng tới. Kể từ bây giờ chúng mình sẽ cố gắng đặt ít thức ăn sao hoàn hơn, đi chợ và nấu ăn để tiết kiệm cho tương lai. Dù sao thì ngoại trừ việc bạn trai mình tăm quá thường xuyên, có rất nhiều quần áo để giặt, ngoài ra không có gì thay đổi. Và bạn trai mình rất giỏi việc nhà và ăn ấy thực sự quá là tốt bụng. Vì vậy mình cảm thấy rất là thank you, rất là biết ơn. Mình chỉ hy vọng anh ấy sẽ không thay đổi kể cả sau khi kết hôn. Anh sẽ không thay đổi phải không? Vì sao thì các bạn ơi, Angel Aqua Cream da cá phải chăng điên cuồng của Pion mà mình đã giới thiệu trong video hôm nay. Đây là loại kem dưỡng ẩm được yêu thích trong 14 năm ở Hàn Quốc. 14 năm này mọi người, không cần giải thích gì thêm đúng không? Da cá thật tiên rồi, nhưng họ sẽ giảm thêm 15% cho các bạn cherish chỉ trong một tuần. Các bạn hãy chắc chắn thứ chúng nhé. Các bạn đừng quên bấm like và theo dõi cả TikTok và YouTube của Hedy nhé. Anh nhanh.